Đúng rồi, đây là một bàn thắng mà đối với cá nhân Hải thì nó đem lại rất là nhiều cái ý nghĩa đối với bản thân mình. Nó sẽ tiếp thêm rất là nhiều cái động lực cho mình để tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thi đấu thật là tốt để đóng góp cho và thành tích của đội bóng. Và em cảm thấy như thế nào khi mà được trở lại thi đấu cho đội bóng, và nhờ đấy thì lúc quay lại em cảm thấy là rất là tự tin và thành công tốt. Thật sự thì nói rằng là khi mà có được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng thì cá nhân Hải cảm thấy đấy là một động lực rất là to lớn, và khi mà Hải luôn nghĩ rằng là quay trở lại từ đội tuyển quốc gia thì đấy sẽ là một cái như là một cái nguồn động lực mới để Hải có thể có được một cái phong độ như là sự thích nghi hòa nhập tốt nhất để có thể đóng góp được vào cái thành tích của câu lạc bộ. Ce qu'il a dit c'est comme avant la